Pequeno copo.
lắng nghe nữa. Thì Sam cần tất cả các bạn à, hãy ghi lên cái cuốn vở của mình 5 điều mà mình cảm thấy tâm đắc nhất trong ngày hôm qua. Các bạn sẽ có 5 phút làm điều này. Và sau đó các bạn sẽ tìm kiếm 5 người còn lại. Và 5 người còn lại không cùng cái đội nhóm của mình. Và mỗi người sẽ cùng nhau chia sẻ lại 5 cái điều mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Các bạn làm đúng không ạ? Bây giờ muốn hết
phải bốn hoa đâu. Các anh chị cảm rất sợ. Bao nhiêu anh chị đã khóc một cảm giác kiểu mình không thể vượt qua được chuyện này thế này. Rồi sau đó thì mình lên đây, mình đọc, mình đóng xong rồi mình có cái cảm giác thì anh chị khi bắt đầu các anh chị mà lên, anh chị cái nỗi sợ hãi trong mình rất lớn thôi. Thì thực ra nỗi sợ hãi là chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí mình mà thôi. Bao nhiêu anh chị lúc đầu tiên mình cảm rất sợ hãi, sau đó vượt qua được mình cảm rất tuyệt vời. Và các anh chị có một điều gì đó muốn chia sẻ thì đây chia sẻ với mình. Đây cho bạn nào đây, cho bạn chưa? Dạ vâng. Bao nhiêu số chị em muốn thật thật nhiều cái càng trong ngày hôm nay, giơ tay lên nào. Ôi. Rồi,
hàng của anh chị. Và chúng tôi đã viết rất nhiều những số tiền vào trong tờ giấy này. Và mỗi một số tiền sẽ tượng trưng cho một khách hàng của anh chị. Đội thắng là đội tìm được nhiều tờ giấy màu vàng này nhất nhá. Còn số tiền trong đấy chưa tính, mà tính là đội nào kiếm được nhiều tờ giấy màu vàng nhất. Ok chưa? Mọi người hiểu chưa? Và cái tờ giấy màu vàng này phải có tiền thì mới được tính nhá. Ok anh chị? Mà đội nào tìm được nhiều khách hàng nhất ở trong căn phòng này, đội giành chiến thắng. Với tờ giấy màu vàng này được giấu ở khắp căn phòng này. Nhiệm vụ của mình là đi tìm kiếm tờ giấy màu vàng này có chữ số tiền trong đây nhá. Hiểu chưa? Ok, bắt đầu chuẩn bị nào. Đứng lên. 3 2 1 đi lên. Bao nhiêu số các anh chị nhặt được cái tờ tiền ở trong ví của mình ra đây. Rồi bao nhiêu số anh chị nhặt được tờ tiền ở trong quyển sách của mình ra đây. Rồi bao nhiêu số anh chị nhặt được tờ tiền ngay bên cạnh mình ra đây. Bài học số 1 lấy sổ ra ghi vào. Bởi vì còn rất nhiều những cái bài học rất là hay là sau này. Tôi dạy các anh chị 8 bước bán hàng cho bất kỳ ai mà anh chị muốn.
vào số 1 trong trò chơi bán hàng, mình ghi vào bài học của trò chơi bán hàng. Và bài học số 1 ở đây được rút ra đó là khách hàng luôn luôn xung quanh chúng ta. Vấn đề là mình phải mở miệng ra để mình nói với khách hàng thì mình mới bán được hàng. Ba con số thì thấy bài học rất hay đây thôi. Rồi đây, ghi vào số. Khách hàng luôn xung quanh chúng ta. Vấn đề là mình phải mở mồm ra để mình nói. Bài học số 2 ở đây đó là gì? May mắn chỉ sinh ra khi mà mình hành động thôi. Đúng hay đúng nào? Đúng. Ok. Bài học số 2 đó là may mắn chỉ sinh ra khi mà mình hành động. Mình đi gặp với khách hàng, mình nói chuyện với khách hàng, mình làm live stream, mình làm video thì khách hàng người ta mới đến với mình, không tự dưng có khách hàng. Được chưa anh chị? Bài học số 3 đó là gì? Đội nhận được nhiều tờ giấy nhất sẽ là đội chiến thắng và họ cũng có con số cao nhất. Vậy thì bài học ở đây là gì? Bài học ở đây có nghĩa là bán hàng là trò chơi của những con số. Muốn bán được nhiều hàng, bạn phải tiếp cận và chơi với số lớn. Ok chưa? Ví dụ bán hàng là trò chơi của những con số. Bạn muốn bán được nhiều hàng, phải tiếp cận và chơi với những con số lớn. Nào nói coi nào, bài số 3 là gì? Đúng rồi, hai file lớn cạnh, trò chơi của những con số. Ok, bài học số 4 đó là từ chối là điều bình thường. Đúng chưa? Ok chưa? Từ chối là điều hết sức bình thường. Nhận được không đồng bình thường mà. Bán hàng trò chơi con số mà. Nên cái được nhận không đồng bình thường chả có đấy. Bài học số 5 đó là mình phải làm thật nhanh, chiếm lĩnh thị trường của mình, bỏ xa đối thủ của mình. Được chưa anh chị? Đó là mình phải làm thật nhanh để vượt xa đối thủ của mình. Bài học số 6 đó là thị trường luôn luôn rộng lớn. Được chưa anh chị? Hãy nhớ là thị trường luôn luôn rộng lớn để cho mình làm. Không bao giờ hết được khách hàng, nên đừng bao giờ sợ hết khách hàng. Được chưa? Thị trường, rồi bài học số 7. Khi tôi cần một lắm tiền này ra, lắm khách hàng ra, tôi tung lên một phát, các anh chị tranh nhau. Và anh chị phải nhớ rằng bài học số 7 ở đây đó là nếu thị trường không có cạnh tranh thì không bao giờ có lợi nhuận. Bởi vì nó thấy thị trường tốt thì nó mới bỏ sản phẩm ra nó bán. Được chưa anh chị? Đấy là không có cạnh tranh thì không bao giờ có lợi nhuận đâu. Thứ hai nữa là trong bán hàng, nếu mình còn chần chừ do dự không nói chuyện với khách hàng đó, mình còn chần chừ do dự không tiếp cận khách hàng đó thì sẽ có người thay mình làm việc đó. Được chưa? Rồi, đây là 8 cái bài học mà chúng ta học được trong buổi sáng ngày hôm nay về khách hàng và tìm kiếm khách hàng. Ok, bao số chị đã cảm thấy mình học được rất nhiều điều trong trò chơi này rất hay rồi. Nào, bao số chị đã học cảm thấy mình học được rất nhiều điều trong trò chơi này rất hay rồi. Ok, rồi cái gì muốn học được nhiều điều hơn thế không? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau tổng kết lại 8 bài học nhá. Bài học số 1 là gì? Đúng rồi, khách hàng luôn luôn xung quanh chúng ta. Vấn đề là mình phải mở miệng ra mình nói. Đúng rồi, tiếp tục, bài học số 2. Đúng rồi, may mắn chỉ sinh ra khi mà hành động, làm nhiều hơn. Tiếp tục, số 3. Muốn bán được nhiều hàng thì phải. Đúng rồi, bài học số 4 là gì? Hả? À, đúng không? Bài học số 5. Rồi, bài học số 6. Ok, bài học số 7. Rồi. Ok, hai bài ở bên cạnh, tôi sẽ ghi nhớ bài học này. Rồi, 8 cộng 2 bước bán hàng hàng của khách hàng. Bán hàng không phải là một tài năng mà là một kỹ năng bạn hoàn toàn có thể học và rèn luyện được. Bạn nghĩ gì về ngày này tại Hà Nội? Đây là một quán trà rất đông người, còn đây là một quán xôi cũng rất đông người. Đây là chủ đề nói về bán hàng nhé. Hãy nhớ là tất cả mọi thứ là phải trả lời bán hàng. À, rồi ok, đã rẻ. Tiếp tục đi ra này. Còn đi ra nhé. Mọi đẳng cấp. Ok, rồi tiếp tục này. Cái bài học ở trong bán hàng ấy là bạn muốn bán được nhiều hàng ấy thì bạn cần phải có một cái được gọi là danh sách khách hàng, một cái đám đông, được chưa? Ok anh chị, ghi vào từ khóa đó là muốn bán hàng thành công bạn phải tạo được cái đám đông và bán hàng tại cái chỗ đám đông. Quy trình 8 bước
cộng 2 bán sản phẩm bất kỳ bạn mong muốn. Đây là 8 bước. Đây là gì? Rồi. Bước 1 đó là tạo lập tài chính hàng. Bước 2 hẹn gặp, xuất hiện sự tương tác qua lại. Bước 3 là xây dựng mối quan hệ tin cậy thân tình. Bước 4 xác định nhu cầu. Bước 5 chuyển tính năng thành lợi ích. Bước 6 là chốt đơn hàng. Bước 7 xử lý từ chối. Bước 8 là bán. Nếu bán mà mua thì ta sẽ xin tiếp lời giới thiệu khách hàng. Nếu không mua ta tiếp tục tặng quà. Để đến khi mày mua hàng của tao hoặc là mày chết thì mày ngại quá, tao tốt quá mà. Rồi, bước 1 là bạn cần phải tạo lập ra một danh sách khách hàng tiềm năng. Ở đây ấy, mình phải nhớ rằng nếu mình không có danh sách khách hàng ấy thì mình sẽ không có đối tác tiềm năng và mình cũng không có tiền luôn. Mình có 4 loại danh sách miễn phí giúp mình để tiếp cận bán hàng, bán xỉ hay là bán buôn. Một đó là ở Facebook cá nhân của mình ấy, nó sẽ có khoảng 5.000 bạn, được chưa? Thứ hai đó là ở Zalo có 2.000 bạn, cũng có ai đã kết bạn full Zalo 2.000 bạn chưa? Rồi tiếp tục này, ở YouTube gặp gỡ trực tiếp qua các mối quan hệ. Thế là 4 kênh miễn phí, ông nghe anh chị sẽ không dùng quảng cáo. Thì đây là 4 kênh miễn phí để chúng ta tiếp cận được khách hàng và kiểu gì kiểu phải tăng được cái số lượng danh sách khách hàng lên. Thì các anh chị đầu tiên phải có danh sách đã, phải có danh sách tiếp cận đã, không có không có tiền đâu. Rồi bước 2 là tạo ra cơ hội nói chuyện đầu tiên hẹn gặp. Ở đây ấy, bên trái này là mô hình kinh doanh truyền thống, bên phải kia là mô hình kinh doanh online. Với mô hình kinh doanh truyền thống ấy thì bạn chỉ cần tạo tiền cảm đó là 10% thôi, và sau đó 20% bạn đánh giá khách hàng, 30% dành thời gian thuyết trình với khách hàng, 40% để dành thời gian chốt sale. Có nghĩa là với mô hình kinh doanh truyền thống, bạn là một khách hàng, bạn đến với cửa hàng. Ví dụ tôi là một khách hàng, tôi đến cửa hàng thời trang, tôi bước vào cửa hàng thời trang ấy thì những người nhân viên họ chỉ cần tạo thiện cảm với tôi là 10% thôi. Họ sẽ nói là anh, em chào anh, thì họ chỉ cần đúng một câu chào thôi để tạo thiện cảm với tôi. Sau đó ngay lập tức họ đến cái bước thứ hai đánh giá khách hàng, anh muốn mua gì và tầm bao nhiêu tiền để em tư vấn cho anh. Thì bao giờ nó đến bước hai này, rồi bắt đầu đến bước ba thuyết trình với khách hàng. Thuyết trình như sau là bên em hiện tại đang có cái mẫu này mới về này, mẫu này của em vừa nhập khẩu bên Đức về xong đó, thì anh cứ xem xét mẫu này đi. Rồi đến 40% thời gian còn lại họ dành để chốt sale. Khi chốt sale họ sẽ nói rằng là cái mẫu ly này của bên em hiện tại đang bán được giá là 250.000, nhưng mà ngày hôm nay anh mua thì bên em đang có chương trình khuyến mại là giảm nó còn 230.000 duy nhất trong ngày hôm nay thôi, được chưa? Thì đã chốt sale bằng mọi cách để giúp các bạn mua sản phẩm đó. Thì ở với kinh doanh giống như vậy, nhưng đối với mô hình kinh doanh online nó phải khác. Bạn phải tạo thiện cảm đến 40%, có nghĩa là khi bạn kết bạn với một người trên Facebook, một người trên Zalo, họ ở đâu biết anh chị là ai, họ là một người xa ở trên online mình không biết họ là ai, họ cũng chẳng biết mình là ai nữa, thế làm thế nào để cho họ mua hàng của mình? Thì mình phải xây dựng cái tạo thiện cảm, có nghĩa là xây dựng cái niềm tin với họ. Dích Dích Na, một trong những bậc thầy trong bán hàng, ông nói rằng là khách hàng người ta chỉ mua hàng từ những người mà họ thích và họ tin tưởng thôi. Nên mình phải xây dựng cái niềm tin cho những cái người bạn trên online của mình này, họ tin họ thích mình. Thì khi họ tin họ thích mình ấy, thì họ sẵn sàng họ chuyển khoản, nó mua hàng rất là nhanh, chỉ chốt sale chỉ mất 10% thôi. Thời gian đầu tiên là tin này. Nên các bạn khi bạn chạy quảng cáo, tại sao chúng ta chốt sale được ít? Là bởi vì sao? Chúng ta không làm được việc này. Chúng ta nhau và chúng ta chốt sale luôn, nhảy vào đi bước này luôn. Và đối với khách hàng đang từ chối rất nhiều, chúng ta chưa có biến họ thành người bạn của mình, nên chúng ta không chốt được sale, được chưa? Ở trên trực tuyến hay là gặp nhau trực tiếp này, thì hãy nhớ rằng nếu người ta tin bạn thì người ta sẽ mua hàng từ bạn, nếu người ta tin bạn thì người ta sẽ hợp tác kinh doanh cùng với bạn. Với online là xây dựng mối quan hệ và tạo ra cuộc trò chuyện đầu tiên là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi mình kết bạn với họ, thế cuộc trò chuyện đầu tiên là cuộc trò chuyện quan trọng nhất để mình kết nối được với một người. Nếu như mà mình kết bạn với họ, mình tặng quà cho họ thì họ là rất thích. Và tặng quà là cách nhanh nhất mà bạn có thể dùng livestream hay là bạn nhắn tin ngay trực tiếp khi mà bạn vừa kết bạn với họ xong ở trên Zalo hay Facebook nha. Ok, công thức để bán hàng thành công ở trên Facebook và Zalo mà không mất chi phí này, đó là gì? Số tiền bạn kiếm được bằng đúng với số lượng khách hàng thích và tin bạn, và bằng đúng số lượng khách hàng người ta biết bạn và sản phẩm của bạn. Thì đầu tiên nhiệm vụ của mình ấy là làm cho 5.000 người trên Facebook họ biết về mình đã, được chưa anh chị? Rồi sau đó người ta thích mình thì muốn người ta biết mình là ai, thì khi mình kết bạn bất kỳ ai đó mình nhắn tin họ. Rồi thế thì các bạn thử nghĩ này, nếu như mà mình có 100 người bạn ở trên Facebook, 100 người đều yêu quý mình, họ thích mình thì bán hàng có dễ không? Được chưa anh chị? Nên hãy nhớ này, đừng bao giờ cố gắng biến mình trở thành người thành công, mà hãy biến mình trở thành người có giá trị ở trên Facebook, thì các anh chị sẽ được rất rất nhiều người ta mua hàng ủng hộ anh chị.
có hai cách để giúp các anh chị tiếp cận với các quầy thuốc sở bài như vậy. Cách số 1 đó là thông qua các mối quan hệ của mình. Một là thông qua các mối quan hệ của mình. Thứ hai đó là không thông qua ai hết. Việc đầu tiên mình phải làm ấy, đó là mình phải liệt kê được những cái quầy thuốc, những cái spa, những cái khách hàng mà mình muốn tiếp cận, những cửa hàng mỹ phẩm mình muốn tiếp cận ở trong khu vực mà mình sống của họ ra. Rồi thứ ba là mình tạo ra nội dung mà khách hàng người ta thích, người ta cần mình để họ comment là bài viết của mình, thì mình sẽ tạo được một sự kiện đầu tiên hoặc là mình nhắn tin trực tiếp vào tin nhắn họ đấy. Ok chưa? Rồi bước 4 là mình xác định nhu cầu. Sau khi mà mình đã xây dựng được mối quan hệ này rồi thì mình phải xác định nhu cầu. Mình muốn xác định xem nhu cầu họ có muốn dùng sản phẩm không. Sau khi mà biết được nhu cầu họ muốn kinh doanh ấy, hay họ muốn mua sản phẩm ấy, thì anh chị chuyển hết tính năng thành lợi ích và bắt đầu chào hàng. Còn người ta làm việc, người ta chỉ tập trung vào bốn cái từ về cảm xúc thôi. Người ta mua hàng hay làm việc ấy, người ta chỉ có bốn loại cảm xúc thôi. Một là sống, người ta muốn được sống, người ta sợ chết, đấy chưa? Đấy. Thế có người ta chỉ làm việc và mua hàng vì bốn từ về cảm xúc thôi. Nên làm gì thì làm, nói gì thì nói, giúp đỡ ai thì ai, tạo được gì tạo được, chỉ có bốn cái này giúp người ta tạo được, mua hàng thôi. Thì đây là một cái từ về cảm xúc mà khi mà mình chốt sale ấy, thì mình tập trung vào những cái lợi ích họ nhận được từ sản phẩm của mình là gì. Chứ đừng nói về tính năng, đừng bỏ qua phần tính năng, nói sơ sơ qua tính năng rồi. Nhưng nói cái phần quan trọng nhất như này thì họ mới trong đầu họ sẽ tưởng tượng ra cái sản phẩm nó tốt như thế nào thì mới dễ để chốt sale được khách hàng của mình. Bước số 6 đó là chốt sale này. Và trong khi chốt sale thì ở đây nó có 10 bước để chốt sale thôi. Ở trong chốt sale hôm qua anh chị học được một công thức, đó là 7, 3, 8 và 5, 5, nhớ không? Rồi còn đây được các đội nữa tiếp tục chiến đấu. Bao số chị muốn thi nữa để mang lại cho đội nhóm của mình rất nhiều tiền nữa đây thôi. Bao số chị mong muốn là mình sẽ bán hàng trực chiến ngay tại sân khấu này đây thôi. Ok, bao nhiêu đội sẵn sàng cam kết tham gia trò chơi này 100% đây thôi. Và trước khi chơi trò chơi này xin mời anh chị đứng lên, chúng ta cùng nhảy với nhau khoảng 5 phút để chúng ta leo được chơi tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay nào.
cái bàn đó. Rồi này là tổng mình được nhiều rồi. Đại bàn đây, tổng kia anh đây, tổng tất cả tiền công lao này. Pha bán hàng hôm nay của tất cả nồi hiểu chưa? 65.332.000. Trong vòng một tiếng tất cả chúng ta đã tạo được một doanh số là 65.332.000 ngay tại hội trường này. Bao số thì cả rất tuyệt vời cho đây thôi. Rồi, đội đại bàn được tổng tổng là 14.562.000 được cộng thêm 10 điểm nữa. 10 điểm. Đội Pemini này được cộng 20 điểm nữa. Pemini đâu ạ? À? Pemini đâu? Rồi, tôi là thứ ba nhỉ? Kim Cương à? Kim Cương 12 triệu đúng không? Kim Cương đây đúng không? 12 triệu được cộng 5 điểm nữa. 5 là bao nhiêu? 76 đúng không? Rồi, tôi là được cộng thêm 10 điểm nhỉ? Đội Đại Bàng đúng không? Đại Bàng 71, 76 và 87. Rồi, chúng ta biết rõ là chiến thắng chưa? Rồi, cậu chiến thắng ăn mừng đi xem nào. Mời anh chị lên sân khấu. Cùng là vỗ tay nào. Tiến ơi, hoa tiến đâu rồi? Cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu bây giờ sao mà tao và công ty tặng cho các bạn quà nữa chứ?
ơn chị cho các bạn nữa. Bao nhiêu lần ơn chị cho các bạn đầy thắng rồi, đầy nhất tuyệt vời lên 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 là hết rồi. Món quà này chỉ dành cho hai bạn đặc biệt. Xin chúc mừng tất cả các bạn.